đến với khóa học đệm hát trên đàn organ phần 2. Đến với khóa học này thì tiến sẽ hướng dẫn mọi người 15 bài đệm hát và những kinh nghiệm kỹ thuật trong lúc đệm hát trên đàn organ. Đó là chúng ta đánh những hợp âm nâng cao và chạy gam và cách rao đoạn đầu một bài hát, và chúng ta sẽ thực tập những cái bài từ thông thứ sang thông trưởng. Tiến còn hướng dẫn cho mọi người 4 câu gian tấu solo guitarist để mọi người có thể áp dụng vào bất kỳ điệu nhạc nào mọi người muốn, và có thể chúng ta áp dụng vào những đoạn gian tấu chúng ta feel fun theo ý mình thích. Có hướng dẫn cho mọi người làm quen với điệu twist, điệu rap và điệu habanera, và chúng ta sẽ độc tấu một bài giọng cộng cổ, giọng kim lan. Đến với chương trình học đàn online này, nó có rất là nhiều điểm, đó là về thời gian mọi người có thể linh động bất cứ khi nào mọi người học cũng được, và khoảng cách dành cho những ai mà có khoảng cách địa lý quá xa và không có thể tới lớp nhạc học được thì chúng ta có thể học qua online. Điều quan trọng nhất đối với khóa học này là Thiện dạy một cách là rất là nhiệt tình và vui vẻ, và làm sao truyền đạt tới cho mọi người một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất, đó, tạo hứng thú cho mọi người trong lúc học. Thể tham khảo khóa học đàn đệm hát online phần 2 nâng cao này phía bên dưới và nhấn nút đăng ký ngay phía bên dưới để cùng học nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Lợi ích khi học online trên Unica: học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.